dưới Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Thì hôm nay là ngày Trung Thu, ngày đêm ngày 14 tháng 8 âm lịch. Thì hàng năm ở huyện Mỏ Cày Nam có tổ chức rước đèn, một hình thức chơi Trung Thu rất là truyền thống. Hôm nay thì con cũng xin mời các cô chú anh chị nhìn cái cảnh mà ở quê người ta ăn Trung Thu như thế nào nha các cô chú anh chị. Cái bùa đang ở một cái địa điểm đó là trường cấp 2 cũ. Thì ở đây năm nay là nơi mà tập trung những cái lồng đèn, trước khi đi rước đèn thì họ sẽ tập trung vào đây và có một thi chấm điểm. Thì bây giờ con mời các cô chú anh chị và các bạn chúng ta xem một vòng các xe lồng đèn ở đây như thế nào với các cô chú anh chị. Sau khi mà lồng đèn xe được chấm điểm xong thì chúng ta sẽ đi rước đèn.
rước đèn, đó là các xe lồng đèn sẽ đi vào các con phố. Và bây giờ tôi Kiều Mùi xin mời các cô chú anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi xem cái quang cảnh người ở Mỏ Cày rước đèn như thế nào nha.
Con Khương Bùi xin kính chào các cô chú anh chị và các bạn. Cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã xem video đi chơi trung thu của con Khương Bùi đi rước đèn giờ tối. Hiện tại thì con Khương Bùi đang ở trong cái khuôn viên của một đình rất là nổi tiếng ở Móng Cày, đó đình Rắn. Đình này thì đã xây dựng 150 năm rồi. Thì hôm nay thì trong video kế thì con sẽ mời các cô chú anh chị và các bạn chúng ta xem cái cảnh ở cái đình này nha các cô chú anh chị. Và bây giờ thì con xin tạm biệt các cô chú anh chị, hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trong video kế. Các cô chú anh chị đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký để nhận những video mới nhất do con Khương Bùi thực hiện. Con Khương Bùi xin chào và hẹn gặp lại.